Jana Tornado xin chào anh em. Cùng đến với trang phục thứ tư trong MV Bananoa Aphelio Hurt You. Nào anh em, trải nghiệm cùng trang phục mới nào. Đây là những gì về thông tin của trang phục mới. Anh em thấy thích video này, hãy cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các anh em.